lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới quý hơn trước và quý cô và cô dâu chú rể ở đây, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay là ngày vui của anh chị nên là em chúc anh chị sống luôn luôn hạnh phúc và sống theo nói gần theo gia đình thành gia. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin được gửi tới quý hôn trường ở đây một bài hát trong mang tên Ngôi Nhà Hạnh Phúc, xin mọi người cùng lắng nghe. Sáng hơn trăng đêm
Và xin cảm ơn Lê My rất nhiều và giọng ca rất